Em xin kính chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị trở lại với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Chúc quý anh chị một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ngày hôm nay em sẽ review một lô đất vườn có sẵn 70 gốc bưởi tại xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh. Lô đất vườn này có một điểm đặc biệt là quy hoạch đất ở và ngay cạnh khu dân cư xung quanh cái suối. Bây giờ em sẽ quay sang lô đất để cho quý anh chị được nhìn thấy rõ hơn. Đây. Trước tiên là em sẽ chỉ ranh giới. Ngang của lô đất này là tầm 20 mét từ vị trí này. Đi sang bên này. Đây. Đi sang cái gốc tre bên này là 20. Đây. Đứng xe nhìn thấy cho mình thấy khu dân cư luôn. Đây. Tiếp giáp đường bê tông, đường ô tô rộng 4 mét. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong để cho mình thấy rõ những gốc bưởi. Và bưởi Khánh Vĩnh thì khỏi chê rồi. Rất là ngon. Tổng diện tích của lô đất là 2.477 mét. Đây là con suối giáp suối. Nhà dâu bên cạnh luôn. Không khí rất là thoáng mát. Lô đất mình giá bán chỉ là 680 triệu. Thích hợp mình làm nhà vườn. Làm một cái homestay nhỏ nhỏ để cuối tuần gia đình mình về chơi hoặc là một vườn ké. Từ vị trí lô đất của mình như đây ủy ban xã Khánh Đông tầm 2,5 cây và đi xuống Nha Trang tầm 25 cây, em đi được khoảng tầm 20 phút. Để em đi quay xung quanh. Đây, đường trước mặt đó mình là đường thông, chạy hướng nào cũng ra được mặt tiền tỉnh tới đường chính tỉnh lộ 8. Đây xung quanh. Đây, con sông trước mặt đó mình. Những lô đất vừa mà gần nhà dân là giá trị tiềm năng rất là cao. Với bản thân em đã từng bán cho những khách họ mua họ đầu tư. Đây, còn đây là trước mặt là nhà dân, em sẽ đi tới khoảng quay khoảng 2-3 hộ dân xung quanh.
Đường này là đường thông luôn, chạy ra tận đường tỉnh lộ 8. Nãy giờ là em đi review xung quanh lô đất và là những cái hộ dân xung quanh. Quý anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản vườn tại Khánh Vĩnh có thể liên hệ qua em, qua số điện thoại của em 0843218679, bên góc phải màn hình. Anh chị có thể để cho em lại một comment, một đăng ký với video ạ. Em chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem.